nó có nhiều lý do để dẫn tới vấn đề là không bắn được lắm. Có thể là do đồng đội không, em không cho em chơi game, có thể em di chuyển lỗi, hoặc có Thế thể là em em không tập bắn trung. cũng được, nhưng mà có cái là đồng đội em không cho em chơi game anh này. À, thế chị xem Vinh. Vinh. Ok Không. không Biết anh? là ok không? Em bắn được 4 mạng không? Em thấy thì ok, round này rất là hay đúng không chưa? Ok. Nhưng mà lúc mình đi vào Dạ. nhá, lúc mình đi vào đầu tiên là tem nó có thay gì? Có Cypher đúng không? Cypher từ CB đúng Dạ. không? Thì mình phải đảm Dạ. bảo mình quắc vào gần xem có chắp hay không rồi mình mới đát chứ. Quả đấy em quắc vào xong smoke em đát thẳng vào một đường luôn, sao em còn đát lỗi. Sao? Đấy, chết lãng xẹt. Lá xẹt thì quá Lại góc đấy không không có ai kê, không ai clear đúng không? Thì trước khi em đi tới góc đấy, tay em phải cầm súng sẵn rồi, chứ nó không phải là bắt đầu nhấc lên một lượt reload nữa. Xong bắt đầu mới đưa tâm sang nhìn đúng không? Thằng ấy nó đi là đúng nó rồi, nhìn em quắc ra nó chỉ việc bắn thôi. Em là mới tạ. có thằng kê đấy. Đâu ra cái thằng này nó đứng elbow nó nhìn lên mít em. Làm gì có ai kê đâu. Ra xong thấy có mấy thằng tâm đỉnh đặt ngu ngu mà sao nó bắn vẫn ảo ảo. Đâu, ví dụ. Như thằng này nè, nhìn tâm nó đặt kiểu nó không có được hay lắm mà sao Cái pha nó này bắn thì vẫn cái pha bắn lục thôi, chưa có xả gì chứng tỏ cả. Với cả nãy nãy round lúc nãy em bảo em làm 4 đúng không? Đúng chưa? Em bảo nó đặt tâm ngu ngu nó bắn hay đúng không? Thế nãy giờ nó có bắn được mạng nào đâu. Chưa. Bên phải không nào? Đục. Em phải bắn em phải recon đấy chứ, cái thùng đấy đụng được em đừng để em nhìn cái recon thì nó chả đụng vào đầu em là đúng rồi. Chắc thường ấy chỉ có hai kiểu, một là em bắn cái recon đi, hai là smoke bản thân lại hoặc không smoke cái recon lại. To thằng lại đúng rồi. Sao lại đát gì đấy? Biết có thằng trái và thằng phải đúng không? Hai thằng bên phải và thằng bên trái, smoke cái bên trái xong mà pick. Mà em là duelist thì quả đấy chắc chắn là em phải pick rồi. Nên mình biết là một thằng bên thằng Omen flash bên phải đúng không? Đúng chưa? Thằng Reyna đúng không? Hai phải, một trái, đúng chưa? Thì em có thể chọn smoke một bên vào. Xong rồi nhảy lên phi lao các kiểu, đúng không? Phi được thì mình sẽ mở đường mà mình thắng, còn nếu mà không thì mình sẽ thua thôi, bởi vì em chỉ có dao, em không mua súng đúng không? Đúng chưa? Thì tất nhiên là mình phi lao trượt nó cũng đồng nghĩa với việc là mình hết giá trị. Cơ bản là sẽ bắn được nhưng em phải đưa nó về thế bắn nhau một cách đơn giản thôi, đừng Đơn nghĩ giản nhiều nhỉ. quá. Nhưng mà đồng lúc là cũng đừng troll game. Cái cơ bản cái em đang không làm được là em phải tập trung để phân tích xem là mình nên làm gì và không nên làm gì. Em đang bị làm gì? Em đang bị autopilot, tức là em vào chơi game mà tay em cứ nhảy múa liên tục luôn đấy, đầu em không nghĩ gì cả. Một thằng trước mặt, một thằng nguyên tra phải. Ồ, chóp chóp chóp. Đấy, bắn chết thì nó chỉ có đơn giản như thế thôi. Và lúc này swing vào đúng không? Không bắn được đúng không? Rõ ràng là mình vào được góc đẹp đúng không? Nhưng mà mình đơn giản thì mình là mình không bắn được đúng không? Đấy. Sao đồng đội em không vô à? Anh nãy hai thằng vào rồi, đồng đội không Đó, vào. pha đấy nhá, pha đấy em không thể đổi cho đồng đội được. Pha đấy em swing vào, em nhìn thấy thằng Sova đúng không? Góc của em là nhìn Sova đúng không? Không có ai bắn kẹp em đúng không? Đúng chưa? Em không thể đổi cho đồng đội được đúng không? Là mình em đấu được Sova đúng không? Em không đấu được là mình thua thôi. Đấy giờ từ đấy mình có thể rút ra bài học đơn giản là mình thiếu cái gì, mình cần cái gì đúng không? Mình Mình cần phải di đúng chuyển tốt hơn, đào tân tốt hơn, sinh ra và bắn được nó đúng không? Chứ tầm đấy mới không để đổi đổi cho đồng đội được. Ví dụ kiểu đồng đội không cho em chơi game thì khác. Ví dụ kiểu bây giờ em còn chưa check được cháp đâu, đồng đội em đã lao vào những mấy thằng ngu chết hết rồi đúng không? Thì lúc đấy có thể bảo ok đồng đội mình không khiến không làm cho mình chơi game được đúng không? Và đó Thì là nó lỗi em đúng. nhỉ. Pha đấy là mình đáp vào là gì? Mình bật lỗi và đấy chỉ là câu chuyện, nó chỉ đến thế thôi. Đáp vào stun giờ không, cái thằng đấy bị stun đấy em. Em tưởng đồng đội em nó kê đó giúp em à. Em là người đi đầu sao đồng đội kê hộ em được? Em thử nghĩ theo trình tự em đã đi đầu rồi lại còn cộng thêm em đát vào nữa. Thằng Phoenix lúc đấy là nó đứng ở sau cái cột đấy, nó bị stun rồi, thế nên là quả đấy đã bảo đát vào là đát vào để bắt nó ấy. Chưa nghe tiếng à? Rồi rồi Thank you, thank you. Ê, ê, ê.
Thôi, không làm nữa. Kê bên trái cho nó, và mình kê bên phải smoke rồi. Đúng chưa? Lô. Quả đấy là hơi lố. Cái nếu em kê thẳng rồi đúng không? Quả đấy em kê thẳng mà không di chuyển đúng không? Là chúng thằng Phoenix một viên, viên thứ hai nó chết rồi đúng không? Quả tự dưng em di chuyển lố quá đúng không? Đúng cái timing nó đẩy ra nhỉ? Thì em không thể bắn ngay được tức được. Đủ, chết mẹ. Mốc chạy đi. Không sao, đâu hàng hoa. Nó là mày bắn được, nhưng mà bỏ cái trò autopilot đi chắc là bắn được. Autopilot chế độ tự động bay. Tức là kiểu là lao mình tự nhảy, là lao mình không nghĩ là tay tự nhảy đấy. Mấy giờ anh thấy mày mà mày anh thấy mày pick thì vẫn sẽ pick được, và nếu pick là thắng ấy chứ. Không có. Ủa sao lại đáp vậy? Đáp nghe chứ em. Thế bây giờ em lộ vị trí nó kê trước em thì ai là người thắng? Còn đấy em sinh ra bắn chết Omen tại sao? Tại vì nó bắn trượt. Đúng không? Bắn trượt. Thế ví dụ như kiểu đúng đấy nhá, đơn giản nhá, thằng Phoenix chạy ù ù như thế nhá. Thế em bắn nó trước nó có kịp bắn chết em không? Dạ đúng rồi. Không bao giờ chết đâu. Thì em đi với Long hay là đi móc anh? Không, đi với nó thôi. Em đi trước đấy, chạy trước mặt thằng Clow đấy, cầm dao lên. Chạy trước mặt thằng Clow là bên nào? Wait, let me go first, I'll show you. Cứ chạy thôi. Chạy thôi, không quắc. Tap bomb fake ấy. Bomb fake à? Rồi thằng mày. Thank you. Đơn giản quả đấy không cần phải nghĩ nhiều rồi, quả đấy là phải đâu phi rồi. Còn hai máu bây giờ nó gãy em chẳng lăn quay ra luôn đúng không? Nghĩ gì nữa? Thôi ra làm kill đi. Ok, tự tin. Đừng quá trớn. Chờ kia bay á, nó vô flash nhá. Thôi đi về. Tao phải từ từ nghe tiếng rồi đi về lại đi về là lộ vị trí của em sủi lên. Ôi thằng. Móc cái bên vào. Trong sai có thằng bị stun đấy. Last player standing. Your fault. Spike planted. One enemy remaining. Three. Trước mặt. Ồ, hay quá. Bật. Easy bro. Hay quá. Công nhận. Update lên rất là hay rồi đúng không? Ok, update lên để em fake là mình bay lên sang bên phải đúng không? Sau em rơi xuống, đúng chưa? Dạ, nghe tiếng. Thì quả ấy có shotgun thì quả ấy mình xin là mình bắn luôn đúng không? Bởi vì mình đấy chỉ là cơ hội duy nhất thôi đúng chưa? Thì quả ấy đã phải xin luôn, nhưng mà em lại rút súng ra em reload đúng không? Như thế em cho thằng Cypher biết vị trí của em. Và bị nói chung là bên kia cũng có lỗi. Lỗi ở chỗ nào? Bên kia không báo cho thông tin cho thằng Cypher là em một máu. Chứ không mà trong trường hợp mà em đang reload, em một máu, đúng không? Win sao được, không win nổi luôn. Đúng không? Thằng Cypher nó chỉ cần đơn giản biết là em đang reload, đúng không? Nó có thể đẩy em mà.